Chợ Long Biên, từ lâu, dù mưa hay rét vẫn tấp nập, huyên náo. Lợi nhuận lớn mỗi đêm mà các tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ tại đây mang lại khiến nơi đây trở thành miếng mồi béo bở để một số đối tượng lợi dụng để trục lợi. Nhiều khoản phí, nhiều cách thu trở thành luật ngầm để ra vào kinh doanh. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã nhiều tuần liền tác nghiệp và ghi nhận những dấu hiệu bất cập trong hoạt động thu phí tại chợ Long Biên. Vào đêm tại chợ Long Biên, cảnh tượng luôn ồn ào, huyên náo, hối hả và lộn xộn. Đã từ hàng chục năm nay, dù trời mưa hay rét, hàng chục xe tải lớn nhỏ vẫn rầm rập nối nhau chuyển hàng vào chợ bán. Ngay trong chợ cũng tấp nập xe máy, xe kéo dỡ hàng, chở đồ. Dòng người tấp nập qua lại giữa các lối đi. Đây cũng chính là chợ đầu mối cung cấp hoa quả, nông phẩm cho cả Hà Nội và cả các tỉnh phía Bắc. Chợ đêm Long Biên nổi tiếng rẻ và phong phú. Hàng hóa nhiều, tiêu thụ nhiều và lợi nhuận tất nhiên cũng là con số không nhỏ. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn, các tiểu thương và xe tải chở hàng ra vào chợ để kinh doanh buôn bán thì ngoài các loại phí theo quy định như tiền sử dụng diện tích bán hàng, tiền dịch vụ trông giữ xe, thu phí xe ra vào chợ để kinh doanh thì vẫn còn nhiều luật ngầm mà thương lái phải tuân thủ nếu muốn được làm ăn yên ổn. Đây là vé là trên cổng, trên ban quản lý cổng là nó chỉ thu là thu vé xe thôi. Chứ còn xuống đây là nốt của người ta thì người ta cho em thuê. Người ta cho em thuê, đây cũng là lốt của người ta rồi. Thì bây giờ nó đấu thầu với cả chợ rồi. Bây giờ là nó cho em vào đỗ thuê nhà, nó không có hàng, nó cho em vào đỗ thuê là bao tiền là nó thu luôn của nó. Em hiểu không? Vì là nó mất theo tháng mới chợ rồi. Em vào đỗ nào là thuê giá cả nó hợp lý thì nó cho em thuê. Em hiểu không? Nếu như em bán hết một xe rồi, ra sớm vào ví dụ 2-3 xe, nó cứ tính đầu xe, nó tính tiền đầu xe, một đầu xe là 500. Ví dụ em vào 3 xe một đêm, nó tính em chủ chợ. Theo ghi nhận, chợ Long Biên có 3 cổng vào. Ngoài cổng chính có barrier thì hai cổng khác là lối hàng hóa hoa quả dưới gầm cầu Long Biên và lối vào hàng thủy hải sản tại đầu ngõ 187 Hồng Hà đều không có barrier. Phần lớn, các xe tải chở hàng vào chợ Long Biên đều phải đi qua hai lối phụ không có barrier. Việc thu phí tại hai cổng này có dấu hiệu chưa đảm bảo đúng quy định. Cụ thể, tại hai lối vào hai bên chợ luôn có một người mặc trang phục giống nhân viên của ban quản lý chợ phân luồng giao thông tại đây. Và cứ với mỗi xe tải đi qua đều có những hành động như thế này. Hành động đưa, nhận một vật giống tiền diễn ra nhanh chóng, nhịp nhàng chỉ trong vòng một vài giây đồng hồ. Dường như những tài xế lái xe tải đã quá quen thuộc kiểu thu phí như thế này khi chuẩn bị sẵn và chỉ việc đưa. Và người nhận cũng chẳng cần xem mà chỉ nhanh tay cầm và đút túi một cách chớp nhoáng. Vậy, thứ mà các tài xế xe tải đã đưa là gì? Nếu đó là tiền thì việc thu như vậy có đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật hay chưa? Theo quyết định số 56/2016 UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quy định rõ giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng không quá 300.000 đồng trên 1m2 trên tháng. Giá dịch vụ sử dụng diện tích đối với xe ô tô vào chợ để kinh doanh chỉ từ 8.000 đồng đến dưới 150.000 đồng trên một lượt xe ra vào tùy trọng tải. Mức thu phí bãi gửi xe và các khoản phí khác như phí gửi xe, điện, nước, môi trường cũng phải được ban quản lý chợ lập phương án thu phí, mức giá cụ thể để gửi Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt. Đơn vị thu phải niêm yết công khai tại địa điểm thu về tên, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu, phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định. Như vậy, những người đứng ra phân luồng trên là ai? Có phải nhân viên của ban quản lý chợ Long Biên hay không? Các lái xe đã đưa vật gì cho những người này? Việc đưa, nhận và cho vào túi quần diễn ra một cách chớp nhoáng như vậy có đúng quy trình hay không? Không qua barrier, vậy các xe ra vào kinh doanh tại chợ Long Biên đã được ban quản lý chợ Long Biên giám sát, thu phí, bán vé như thế nào? Số tiền thu được mỗi tháng, mỗi quý mà ban quản lý chợ Long Biên báo cáo về quận Ba Đình là bao nhiêu? Theo phản ánh của một số thương lái tại chợ Long Biên, ngoài các khoản phí bắt buộc trên, nếu muốn được làm ăn yên ổn, thì việc ra vào kinh doanh tại chợ Long Biên cũng phải có nhiều khoản khác. Thậm chí, những người lao động dùng xe kéo, xe để hàng thuê, hoạt động trong chợ cũng đang bị thu phí một cách trắng trợn.
Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục phản ánh những dấu hiệu bất minh trong công tác quản lý và hoạt động tại chợ Long Biên trong các bản tiếp theo.